Em sẽ chọn một người về làm gọi là trợ lý cho em, được anh chọn đi. Thế thôi để em mau cho. Em mau hả? Dạ, hy sinh luôn. Em đi về luôn đi. Sao vậy? Ôi coi. Nè, từ đầu tới cuối sự xuất hiện của em nãy giờ suốt hơn một vòng chưa thể hiện được cái gì luôn. Tại vì mình cũng biết cái, nói chung là thôi mình không nói nữa chứ không. Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah, thì em xin giới thiệu DJ ngày hôm nay. Xin chào mọi người, Kira hôm nay sẽ làm DJ. Dạ. Yeah. Nghe bạn đợt này Kira làm DJ nhiều ghê ha. Dạ. Yeah. Các em cũng không hiểu sao. Hay là có tài năng hay là định mệnh vậy? Tài năng. Định mệnh. Rồi, và khách mời ngày hôm nay là một người anh rất là thân thiết. Với cả Thiap, mình đã dạy mình cho mình rất nhiều trong chương trình du lịch kỳ thú. Và để cho mình có thể tự tin để đứng ở đây làm MC ngày hôm nay, xin mời anh Bạt Dũ. Có gì đâu mà la là dữ gì. Anh đây anh. Em xếp sẵn một chỗ để chỉ cho anh rồi. Tự nhiên ngày hôm nay vô cái chỗ này cảm giác như mình rất già. Đứng giữa một bầy trẻ, một bầy cừu non. Bây giờ mình là con sói già. Đúng không? Sói. Không phải sói hả? Không phải sói, sói. À, không phải sói gì, hôm nay làm cái gì? Anh là khách mời thôi. À, làm khách mời. Tức là khách mời ngày hôm nay. Rồi, xin chào mọi người khán giả của chương trình Đông Tây Nam Bắc. Trò chơi đầu tiên đó là trò nghe nhanh, đáp lẹ. Bây giờ chị Ép sẽ phổ biến luật lại cho anh Bát Dô một lần để anh Bát Dô hiểu. Đó là DJ sẽ chơi lần lượt 15 bài hát. Và khi DJ đếm từ 1, 2, 3 hoặc là 3, 2, 1, nói chung anh nghe thêm 1 hoặc là 3. Anh sẽ lên bấm cái chuông, em sẽ đặt ở phía này. Thì bạn nào trả lời được nhiều hơn thì sẽ về một đội mà. Đúng. Ok, chơi luôn. Rồi, được, được. Xin mời DJ. Ok, ca khúc đầu tiên. Nhạc Việt. Nhạc Việt được á. Ngoan nha. Điểm nào, điểm nào mới được. Tên bài này khá dài đó. 3. Đứng yên. Để cho khách mời đi đứng dưới nè. Rồi, xin mời Bát Dô. Đây là bài này là một ca khúc do ca sĩ Trà My Idol hát đúng không? Biết luôn. Mình sẽ lấy điệp khúc là đừng ai nhắc tới em vô tình. Đúng không? Vậy luôn hả? Sai rồi. Xin mời Hailey. Vậy đây là bài đừng ai nhắc về anh ấy. Như Trà My Idol. Nhớ được ca sĩ là giỏi rồi. Bên cạnh anh là mưa đừng nhắc về cô ta. Một điểm cho Hailey. Ca khúc tiếp theo. Biết không, biết không? 3, 2, 1. Người ơi. Xin mời Hailey. Đã có một khác biệt đúng không? Đúng rồi anh. Tên dữ quá nữa. Lại anh khác hay em khác? Chính xác. Một điểm mình cho anh Bát Dô. Trời ơi, vừa vào game cứ khiêm tốn hoài. Đúng gì? Đó là bài hát biết duy nhất thôi đó. Ok, ca khúc tiếp theo. 1, 2, 3. Xin mời Kira. Apologize. Chính xác không? Chính xác, chính xác, chính xác. Rồi, xin mời Kira. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Đây là bài Beautiful in White. Hay quá. Bắt đầu. 3, 2, 1. Đừng khai tăng tình. Em mời anh chết. Chưa Kenji. Giờ đây là bài Đất Phương Nam. Bài này không phải là bài Đất Phương Nam. Sai. Đây. Gần đúng. Đất Phương Bắc à? À, xin mời Bát Dô. Đây là bài ca Đất Phương Nam. Trời ơi. Thiếu cái chữ bài ca thôi làm nên vấn đề đấy không? Ủa mấy đứa ráng lên đi mấy đứa. Cái gì mà anh trả lời được không? Một mình một đội. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Thì đây là bài Con Cào Cào. Không lẽ Kenji về đội của anh hả Kenji? Ca khúc tiếp theo. Cái giọng nó biết quá. 3, 2, 1.
một hai ba. Xin mời Mon. Đây là Criminal. Kira kira. Ok. Hai vị xinh xinh ca bằng vợ chồng. Đây nhớ chính xác cái tựa nha. Bài này ai cũng biết nhưng chưa chắc là biết đúng tựa. Đây là bài Cả vàng bơi. Ồ đúng luôn á. Sao biết tuổi thơ của em. Tuổi thơ của em nhưng mà chưa chắc là biết được đúng cái tên cái tựa của bài. Ôi, anh không biết luôn, anh không biết. Em không biết. Mai mốt có con đi biết nhiều lắm. Kia ra, kia ra, kia ra. 3, 2, 1. Run a freaking yeah. Xin mời chị nha em. I lay my love on you. I lay my love on you. Tuổi thơ của anh đó. Yeah, tuổi thơ của em đó. Một điểm cho Gina em. Bài này cũng rất là cuộc thi dành tuổi thơ. Một thời. Tuổi thơ của mỗi người là số hôm nay. Cái gì nhỉ? Bài hát. Xin mời cái gì? Là bài ăn gì đây? Bài gì bài kỳ ấy, bài tên ăn gì đây? Bài này quảng cáo ẩm thực Việt Nam anh. Hà Nội. Đánh thế. Nơi mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi. Yo. Để trắng lối đêm anh. 1, 2, 3. Xin mời Winner. Và đây là bài Nơi tình yêu bắt đầu. Hay quá. Mấy đứa con trai bớt trả lời lại. Chú không muốn về đội mấy con đâu. All the way. I'm here. 3, 2, 1. Xin mời em. Đây là bài One Call Away. Charlie Puth. Charlie Puth. Rồi, xin mời Kira Kira. Không còn con sông. Quen quen cực đấy. Nước dâng 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 dâng. Xin mời Anna. Đây là bài Quen Em Mùa Nước Lũ đúng không? Chính xác, một điểm cho Anna. Bài này cũng nổi lắm á. Điểm trước. Ok, 3, 2, 1. A Phúc. Xin mời em. Ai. Mọi người. Bài See You Later. Yeah. Bài cuối cùng nào. Mọi người ôm giấc mơ đầu yêu. Lại lên đi con đi nè. Ôm em. Người đi. Xin mời em chị. Đang ở bên tay ông cánh ta. Đây là bài Chết rồi, nhiều người ôm giấc mơ. Rồi, đúng rồi. Mình chơi theo kiểu đàn ông luôn. Người lớn với nhau. Nhưng mà ít đàn ông lắm. Anh chọn một người, em chọn một người. Rồi, đầu tiên anh chọn Hailey về đây. Anh là đúng rồi, phải chọn phụ nữ rồi. Phụ nữ trước chứ, chọn đàn ông. Thôi, em chọn phụ nữ nha. Em chọn anh Mon. Phụ nữ. Thôi, đừng nghe anh em, đừng nghe anh em, đừng nghe anh. Chính xác. Không lẽ bây giờ mà con về đội chú. Sao là từ nay đến giờ tôi vẫn ngồi đây mà. Em vẫn ngồi đây. Em cô đơn đúng không? Em cô đơn. Thôi, em về làm thôi. Yes. Thôi. Ok. Em muốn chọn anh Winner. Yeah. Thôi em rồi đi. Rồi về đội đi em. Tổng kết số điểm của vòng này. Hiện tại Kenji đang dẫn đầu với số điểm là 4 điểm. Hay. Trời ơi, em mút của tôi xuất sắc. Tưởng hôm nay cấp. Hailey 3 điểm. Winner, anh Bazzo và chị Gina em. Dạ. Hiện tại đang là 2 điểm. Còn những người còn lại thì thôi, tiếp không tiện nhắc. Mọi người tự hiểu đi nhá. Nhưng mà lần này thì tiếp rất là tôn trọng anh Bazzo ấy, vì anh chỉ cho mình rất là nhiều thứ. Nên là anh sẽ không đặc quyền. Đó là anh sẽ được chọn người về đội của anh và Kenji cũng sẽ được chọn người về đội Kenji. Đây là đội hình chính thức của hai đội ra sân ngày hôm nay. Ủa nhưng mà bây giờ là bên đây là 4 người. Là có 3 người con gái. Nên là em sẽ chọn một người về làm gọi là trợ lý cho em. Bây giờ anh chọn đi. Thế thôi để em mau cho. Em mau hả? Dạ, hy sinh luôn. Em đi về luôn đi. Sao vậy? Ôi trời. Mẹ từ đầu tới cuối sự xuất hiện của em nãy giờ suốt hơn một vòng chưa thể hiện được cái gì luôn. Tại vì mình cũng biết cái nói chung là thôi mình không nói nữa. Trời ơi. Anh xin mời anh vào ghế vàng. Vâng, xin mời em ngồi ghế đen. Dạ. Ai cho em ngồi đây em. Vòng thi tiếp theo là vòng Crazy Challenge. Bên tay phải tiếp là đội xanh và bên trái tiếp là đội đỏ. Trò chơi đầu tiên có tên là thật giả bất ngờ. Luật chơi như sau. Tiếp sẽ cung cấp khay đồ gồm có đồ thật và đồ giả lẫn lộn vào với nhau.
Đội đầu tiên cầm những món đồ vật đứng từ xa diễn tả để đánh lạc hướng đội đối phương, sao cho đội đối phương không biết đâu là món đồ thật, đâu là món đồ giả. Và sẽ thực hiện tương tự như vậy cho đội còn lại. Nhưng mà lưu ý, các thành viên của đội đoán sẽ được đeo kính mắt để quan sát và đứng khoảng cách 3 mét. Mỗi đội sẽ có 3 lượt đoán. Đó. Ê, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trò chơi bắt đầu. Mọi người có thấy cái gì ở giữa đây không? Bàn. Cái bàn. Trên cái bàn có cái gì? Cái kính. Đó, bây giờ đây là dụng cụ để các em thực hiện phần thi ngày hôm nay. Dạ. Đội nào lên trước đây? Đội nào đoán trước? Lady first. Ok. Ba bạn lady của chúng ta sẽ lên đeo kính nào. Vâng, xin mời các bạn. Đeo đi. Ủa à. Rồi, anh sẽ qua đây. Ôi em. Sạc nha. Ồ, sạc quá à. Rồi, xin mời trợ lý đem đồ vật lên bàn ạ. Rồi, các bạn đoán đã sẵn sàng chưa nhỉ? Sẵn sàng. Xin mời đội còn lại lên miêu tả đồ vật. Thật nhận cái trọng trách gọi là nặng nhất luôn đó. Canh tem. Ok, xin mời Mon Hoàng Anh. Xin mời anh bắt rồi. Đố môn, hoa này là thiệt hay giả? Không cần phải suy nghĩ, tại vì trong cái lúc mà là người ta đã thể hiện ra cái chuyện là đây là hoa thiệt hay giả rồi đó. Là hoa giả. Nếu như đây là hoa giả thì chắc chắn bạn sẽ không ăn được, đúng không? Hoa thật thì chúng ta ăn được. Bây giờ bạn hãy tự bạn kiểm chứng điều đó đi. Tự ăn đi em. Bỏ vô miệng nhai thiệt nè. Đây là hoa thật. Dạ, thật không? Ok. Đây là táo thật hay giả? Khó nhỉ. Táo thật. Táo thật có nghĩa rằng là quả táo này bạn ăn được. Lại ăn được. Chào mừng Mon Hoàng Anh. Rồi, chết rồi. Hay quá. Hay quá anh ơi, ăn được nha, ăn được nha. Sốt không à. Sốt không à. Đây, trả lại đây. Thấy không, đơn giản không? Theo bạn nghĩ đây là thật hay giả? Thật. Đây là thật. Thật bạn ăn thử nè. Mon, chết rồi. Khó quá nhờ. Trời ơi, Mon tệ thật. Xin mời Winner quay ra. Không biết đây là cây kim ngân thật hay là kim ngân giả. Theo con mắt nhà nghề thì bố em là một nghệ nhân cắm hoa, cắm cây cảnh các thứ thì nếu mà em hôm nay đoán sai thì con xin lỗi bố, gia đình con thất truyền rồi. Thì đây là cây hoa giả. Loại sờ miếng nè. Người hiểu ha. Loại mình cắn miếng lá, mình thật. Đúng miếng rồi lá nè. Ủa cái này giả hay thật? Nhìn nè, tê, xin lỗi em, đây là cây hoa thật nha. Con xin lỗi bố nha. Con xin lỗi bố nha. Gia đình bất hạnh quá. Nè à. Rồi, xin mời Gina em. Còn đây. Úi giời. Thả lên, thả xuống, đồ cho người ta biết cái cảm giác đồ à. Đây là trứng thật hay trứng giả? Với một người luôn luôn thích ăn trứng như em. Lại một cái. Thì em nghĩ đây là trứng. Trứng giả. Rồi chị thử. Đâu. Nó đúng thì nó sướng thôi. Em ơi, em ơi, đấy là mượn việc công trả thù việc tư đấy em. Thì ốc nha. Còn một vật cuối cùng. Vậy bây giờ đóm lại là đây là đồ thiệt hay đồ giả thôi. Cái này là đồ thiệt. Đồ thiệt hả? Chốt luôn hả? Đâu, cho nó ăn thử. Quăng nè, quăng qua nha. Cầm nha. Rồi, đồ thiệt rồi. Đồ thiệt rồi. Yeah. Winner đã trả lời được tổng cộng 2 trên 3 câu, cải thiện hơn rất nhiều so với Mon Hoàng Anh. Và bây giờ là Kenji, mong là em sẽ không làm bọn anh thất vọng. Hai em. Trước mặt em là một trái khổ qua được mua từ chợ Cầu Ông Lãnh. Theo em thì đây là đồ thiệt hay đồ giả? Đồ thiệt. Vượt qua ăn thử. Ăn thử ra. Bẻ nào, bẻ ra, bẻ xem nào, bẻ con nào. Em nghe tiếng bẻ rồi. Thiệt mới chảy nước đúng không? Đồ thiệt.
Hay quá. Ê, em ngồi ở đây em cứ tưởng là giả. Ờ, em cũng vậy, em cũng. Anh nghĩ nó là giả đó. Nãy em nghe cái tiếng. Dạ rồi. Em đi ra em sao đi gần em. Bột bột. Chị ơi. Bố bột bột lại em nghe tiếng rồi. Rồi bây giờ tiếp đến này, đây nhẹ nhàng này. Ôi. Ê thả một đàn ông cho nó vô cái. Đồ thiệt. Bứt một cánh hoa tặng cho cô. Đúng rồi, bà trả lời rồi đó. Cánh hoa ăn được đúng không anh? Cánh hoa ăn được. Cánh hoa hướng dương ăn được. Cánh hoa hướng dương ăn được nè em. Cố lên. Hoa hướng dương mình còn sử dụng mà. Mình làm phơi khô, mình làm trà đó. Nhưng mà hình như là cái hoa này chị còn không bắt được cánh của nó. Em ăn được là nó là hàng thiệt mà chị. Đúng, em ăn được, nó là hàng thiệt, chấp nhận luôn. Ăn được cho là hàng thiệt. Ăn được, nó được, hàng thiệt. Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ mua ngoài đường 3 tháng 2 nè. Ôi. Em nhìn thấy quen không em? Dạ thiệt. Thiệt là thiệt. Đúng không? Thiệt là thiệt. Quăng cho nó xài đi con. Trời ơi. Dạ trời ơi. Dám nói đồ thiệt. Thế nó xài thiệt. Đó là đồ giả. Đồ giả. Rồi ok. Vậy là cái gì đã trả lời sai 2 trên 3 câu. Và tổng điểm của đội xanh đó là 3 điểm. 0-1-2. Rồi xin mời. Hiểu không? Thật. Nếu mà ăn được là thật đúng không? Ờ. Đây là em còn chưa kịp nói mà. Chưa không cần nói, bạn trả lời như thế là chính là thật em. Thật em. Có thay đường không hả? Thật. Thật. Ơi. Thật rồi, thật rồi. Thế thì cái đây là không là thật á. Đây là giả nha mọi người. Ồ giả hả? Đây. Thật. Trời ơi. Là một cây. Thật. Thật. Ok, rồi mà. Eo ơi. Yes, that's true. Eo ơi. That's. Ủa, từ từ, cái đấy thật hay giả? Giả. Trời ơi. Giả. Trả lời ba câu, sai hết ba câu. Vâng. Nhưng mà được cái này cái bọn này không còn. Và cũng giống như Môn Hoàng Anh, lượt lần đầu tiên bạn lại không được điểm nào. Xin mời Gina em. Và Môn Hoàng Anh sẽ là người. Cái gì em? Để yên em, để chị coi đi chứ. Mình cứ lúc lắc làm sao mà coi nè. Hoa này chị nghĩ nó là hoa thật hay hoa giả nhỉ? Hoa gì vậy ta? Nhìn không thấy gì luôn ta. Thế hồi nhé. Đây là hoa thật. Hoa thật là ăn được đúng không? Cô thay đổi không? Trong cơ hội thay đổi đó. Tại vì. Ok, xin mời Hana mang qua. Hoa thật nha mọi người. Rồi, được. Cách thử giả quá ha. Ăn thử mình cắn thử rồi đó. Khoan khoan khoan, trái gì vậy? Quăng hoài quá. Đây trái táo. Vậy chị nghĩ là táo này là táo thật hay táo giả? Táo này nhỏ xíu thật nha chị. Rồi, xin mời Hana mang qua. Táo thật. Cho em cắn miếng. Cắn nào em. Táo thật. Đâu đâu, để anh thử nào. Anh thử nào. Để anh thử. Ủa, em cũng ráng ăn nữa hả? Dính răng sao con? Biết được không? Cái trái đây là giả. Ê, hình như nó có phong thủy hay gì á. Ủa hay gì vậy? Đúng. Đây đơn giản à, đây đơn giản à. Gina đã trả lời đúng 3 trên 3 câu, quá xuất sắc. Tình hình hai đội đang rất là gay cấn. Đội đỏ hiện tại đang có bằng số điểm với đội xanh. Nhưng mà anh Bazo sẽ là người cuối cùng quyết định xem là đội nào giành chiến thắng. Anh Bazo nói chung là trải đời nhiều hơn bọn em rồi. Nên là nhìn nhận nó cũng tinh tường hơn. Thì em nghĩ là anh phải trả lời đúng 3 câu thì anh mới được điểm. Ghê vậy? Thế cơ. Trái dưa hấu là một trái thiệt, chắc chắn 100%. Trái chanh là trái thiệt 100%. Cái ly nhựa hay là ly thủy tinh thôi. Bây giờ cái ly đó dựa theo kiến thức mà tôi uống cà phê hàng ngày, thường xuyên lấy cái ly này để tôi uống. Ôi trời ơi. Thì tôi không nhớ đó là ly nhựa hay ly thủy tinh. Lục lại trí nhớ nào. Bình thường trong một cái công ty mà xài ly thủy tinh nó rất là dễ bể. Đúng. Nó sẽ gây thất thu cho công ty. Đa phần người ta phải xài ly nhựa để lỡ có bể, lỡ có rớt không bể. Đúng. Ly thủy tinh. Yeah. Ok, xin mời Anna mang đồ sang kiểm chứng. Mang đồ sang kiểm chứng. Thành nào các bạn sờ nào, các bạn kiểm chứng nào. Cái này mới gốc. Phải hận vỡ ly. Ôi cái này ly nhựa mà. Yeah. À này thật nè. Này thật luôn nè. Nhựa. Đây thì lượng ghê không? Vâng. Đây thì lượng ghê không? Như vậy là anh Bazo mới chỉ trả lời đúng 2 trên 3. Ừ.
và sai đúng câu mà gần như là anh tưởng là anh đã đoán đúng. Không, tại vì thật ra là cố tình trả lời sai á. Không, vậy là trò chơi đầu tiên là hai đội kết thúc với tỷ số Hoa. Trò chơi thứ hai sẽ rất là hấp dẫn. Trò chơi thứ hai có tên là Tài xế ơi, mình đi đâu thế? Bố hay đinh đinh đinh. Luật chơi sẽ như sau. Mỗi đội sẽ cử một thành viên đóng vai tài xế. Hai thành viên còn lại sẽ được cụ MC cung cấp cho những từ khóa. Và từ khóa đó sẽ là những địa danh Việt Nam. Người đóng vai tài xế sẽ hỏi bạn muốn đi đâu, thì hai thành viên còn lại sẽ diễn tả bằng hành động và lời nói những địa danh mà MC đưa ra để cho tài xế trả lời. Lưu ý, không được gợi ý trùng từ khóa. Nếu gợi ý trùng từ khóa sẽ không được tính điểm. Mỗi đội sẽ có 2 phút để thực hiện phần thi. Đội nào đoán được nhiều địa danh hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Ok. Ok. Giờ đội nào xin thi trước đây? Vừa đội thi trước rồi. Rồi, xin mời đội anh bắt đầu thi trước. Anh làm tài xế rồi ha. Làm tài xế vào. Ok. Ok, mình có 2 phút nha mọi người. Bác ơi. Ơi. Mình đi tới cái chỗ mà ở, nói chung là ở miền Bắc á bác. Bắc á. Hai cái chữ, cái chữ của tên địa danh đó nó có cùng một cái vần giống nhau á. Nó này mày xuống xe liền đi. Chở mày đâu. Có cái gì địa danh đặt chân chở đó. Có quên đuổi xuống xe. Đuổi người. Nó này xuống xe đi, nó đòi đi, đi phức tạp. Con đi ở đâu miền Nam thôi nha con. Bác ơi, bác ba biết quê con ở đâu đúng không? Quê con ở đâu vậy con? Quê con ở Hà Nội bác. Quê con Hà Nội. Hà Nội thì ở bác biết phố đi bộ không? Biết chứ con. Phố đi bộ có cái gì? Phố đi bộ. Ngay giữa phố đi bộ luôn á. Nó có cái tiệm uống bia. Không phải, trời ơi bác ơi, nó là một cái địa danh rất nổi tiếng của Hà Nội. Đồng Xuân. Chợ Đồng Xuân. Nó tức là nó có nước. Nước Hồ Hoàng Kiếm. Mình còn 1 phút nữa. Bác ơi mình đi đâu mà miền Nam hay thích đi biển á? Đi Vũng Tàu á con. Không cái biển khác nữa bác. Bác có đoán rồi mấy cái biển mà đẹp ở Đà Lạt. Biển đẹp á? Biển đẹp hả? Cái biển đẹp lắm. Mày điên á, Đà Lạt trên núi mà đâu có biển. Nha Trang á con. Nha Trang miền Trung. Làm sao mày đi hay không? Con nói miền Nam hay con đi biển. Con đi đâu con? Bác ơi, bác biết con rùa còn được gọi là con gì không? Trời, con rùa nó còn gọi là con quy, con đèn đi Nhơn á con. Người ta lên thấy thích đi lên nó lạnh nữa là lạnh. Đà Lạt đó con. Bác ơi, bác biết con rồng là con gì không? Con Long á. Đúng rồi. Con đi Thăng Long hả? Dạ không phải. Con đi Vịnh Hạ Long hả? Dạ không. Nó là con rùa nhưng mà người ta thường nói là cầu đi chùa cầu bình. Cầu bình an. Đúng rồi. Chết nha. Long An. Mày đi Long An. Chính xác. Thoát nha rồi mọi người. Trời ơi quá là xuất sắc luôn. Ghê. Phần thi cực kỳ xuất sắc và bác tài xế này rất đắt khách. Với 5 chuyến đi từng hướng với 5 điểm. Hay quá, trời ơi. Chưa gì mà bác đuổi xuống xe luôn rồi đó. Con này đòi đi cái nơi nào mà không hợp lý, đã miền Bắc rồi còn. Cái đó là Ninh Bình. Thôi, xin mời đội xanh. Hai phút, bắt đầu. Rồi, chào hỏi anh muốn đi đâu ạ? Rồi, anh biết con rồng không? Anh biết con rồng chứ em. Rồi, con rồng gọi là gì nhỉ? Dạ Long ạ. Rồi, bây giờ em đoán đi nè, 2, 3. Thăng Long ạ. Rồi, cái khác nè. Vịnh Hạ Long mà. Gần đúng rồi. Xe đuổi liền luôn. Chưa. Bây giờ do tài xế dở. Bây giờ cầu giấy. Cầu móng. Phải. Móng cái cầu có con rồng ở đâu? Cầu có. Bây giờ nào? Chết rồi, tài xế không biết đường rồi, tài xế hay rồi xài bán đồ đi. Em không biết giá này như nào. Bây giờ miền Bắc có Hà Nội, miền Nam có Sài Gòn, còn miền Trung có cái gì? Hôm nay Đồng Tháp. Hay. Xuống xe đi Đà Nẵng nha con. Thấy chưa? Trời ơi. Rồi, quê của anh ở đâu? Hải Phòng. Rồi lấy chiếc đầu này, xong rồi lúc mà tôi không muốn đi muốn đi Hải Dương. Không phải. Tôi không muốn di chuyển thì sẽ lấy lần. Đậm Cần, Đỗ Vân. Rồi lấy cái chữ cuối cùng nè, rồi. Vâng, Hải Vân. Rồi bây giờ Hải Vân. Hải Vân. Chính xác. Ai gia là gia sử. Ai là sứ Huế. Ừ, nhưng mà còn cái gì? Không, cô đồng Huế. Ba chữ. Cô đồng Huế. Không điên. Thừa Thiên Huế. Rồi, hôm bữa mình đi Mai Vàng đâu ta? Ở nhà hàng thành phố. Chính xác. Dễ à? Quê của Hạc Môn. Rồi đi đây. Hải Phòng. Bắt Hải Phòng đâu biết quê Hạc Môn nữa đâu. Quê của Việt Nam. Hà Nội. Ê, có cái đèo gì ngoài đèo Hải Vân?
đều bảo lộc. Đúng rồi. Rồi, có biết chị thiện nhân không? Biết võ gì không? Võ cố trì. Rồi, rồi, bây giờ cái một cái quê, quê hương của võ là gì? Võ là gì? Võ gì nhở? Mà không đã khó thế. Không, quê, quê của Kira. Ờ, quê Kira. Võ, võ. Võ, võ. Đổi xuống xe. Biết xuống xe đi. Hát chưa, hát chưa. Võ bình định. Màn trời nước rút là hạng mục. Điểm là anh chắc rồi đó. Hiện tại đội xanh đang có số điểm là 6 điểm. Tôi nghĩ là ban tổ chức hơi thiên vị cho đội xanh, tại vì sao mà câu hỏi dễ thế? Vừa quê của Bon. Không giờ qua luôn quê đi được. Đi ra là đừng có chơi mà ông tài xế này ổng ở ngoài đường mà tự nhiên đâu biết quê của hai ông này. Đi từ nhà quê biết ra biết quê tôi đâu ông bộ nhà hàng xóm hay gì biết. Rồi, xin mời các bạn về chỗ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi sàn đấu tài năng. Trò chơi đầu tiên có tên là nhảy freestyle và cũng là một sở trường của anh Bazo. Điên rồi. Luật chơi như sau: DJ sẽ cung cấp 3 đoạn nhạc theo 3 thể loại nhảy khác nhau. Cái này càng sở trường này. Nhảy sexy. Ôi dồi ôi. Nhảy hip hop và nhảy freestyle. Thành viên mỗi đội sẽ đối kháng từng cặp và từng thể loại. Kết thúc phần thi, DJ sẽ là người chấm điểm. Ok. Chơi này. À, bây giờ thì hai đội sẽ phải ba bộ kéo với nhau để phân ra xem đội nào thi trước và ai sẽ là người được chọn chủ đề. Xin mời bắt đầu. Rồi bây giờ đơn giản. Kenji nè, quán đồ xì nè, 2, 3. Rồi, xin mời bắt đầu chọn. Bobbing, sexy dance, hip hop và freestyle. Sexy dance. Không, bây giờ áp đặt luôn Bobbing. Freestyle là popping đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Áp đặt luôn. Tại anh biết là luôn. Cái cặp này nó sẽ nhảy không ra hồn, để phần còn lại cho hai đứa con gái nó lo. Ok, bây giờ anh chọn đối thủ luôn đi. Không biết đó, là Kenji đó. Anh chọn luôn. Thế là đội xanh chọn. Chọn thôi đằng nào mày chọn nhảy sexy đúng không? Thì thôi em chọn hip hop. Hip hop chọn người luôn. Em chọn chị Hailey ạ. Vẫn như vậy đấy. Không sao, cửa gì mình cũng có một điểm. Đúng rồi. Ok, bây giờ chơi luôn, chơi nóng nha mọi người. Rồi, ok, xin mời cái đầu tiên. Ok, bây giờ đơn giản nha. Những cái gì đẹp mình đưa ra trước. Rồi, taxi lên trước. Taxi lên trước hả? Taxi lên trước. Taxi lên trước. Hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Hai bạn này nhiều duyên nợ với nhau ghê ha. Trò chơi, bắt đầu. Mon chi. Ngân chim vượt chim. All I gotta do is put my mind to this shit. Tiếp đến sẽ là Hailey và Winner. Hip hop. Trời ơi, khó quá, em không biết hip hop nha. Em không biết hip hop. Ờ thôi em. Bập bình không nhỉ? Không có nhiều mà. Xin mời DJ. Yo, sao em? Sao đi em lại chơi chứ? Thì chị biết làm nào? Lên đi. Chị không biết hip hop là gì. Ê, ê. Đó, đúng rồi. Cho tao đổi lại cái thể loại đó được không?
Ê, cái này được nè, dễ nè. Nếu là cái thời đại là cool. Cái này dễ nè. Rồi à, quá là nhiều cung bậc cảm xúc. Vâng, bây giờ xin mời cặp đồ cuối cùng. Wow, save the best for last nè. Yo, 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 yo. Xin mời đi chơi. Ồ, đi phải từ 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 cái nhạc này. Hai tôi đi. Nè nè, cho cái kè cuối luôn nè. Kevin, nó bao em ơi, nó bao em ơi. Lên lên xanh này. Có nghĩa là ngang tài ngang sức đúng không? Ngang tài ngang sức. Trời khó lắm luôn. À, về phần trình diễn này thì thực sự TF không biết chấm điểm như nào. Bây giờ thì Hana và TF và Kira sẽ là ban giám khảo của lần này. Và cặp đầu tiên ai mà vote thì sẽ giơ tay lên. Mỗi người chỉ được vote một lần, một cặp thôi. Cặp đầu tiên là Gina và Mon. Với cái bài thi là sexy dance đúng không? Đúng. Xin mời hai bạn đứng lên, hai bạn đứng lên nào. Như vậy xong rồi ra ai không công bố giơ tay lên. Ai okay. Là người sexy hơn? Bao nhiêu cánh tay dành cho Mon? Hai cánh tay dành cho Mon, có nghĩa rằng là chỉ có một phiếu dành cho Gina thôi. Không sao, không sao Mon. Em ơi, chị rất tự hào về em. Anh quên không đưa tay. Gần 3-0 cho Mon. Như vậy là một điểm đầu tiên là dành cho đội bên kia rồi. Rồi. Mình đang bị gác á, 2 điểm á. Rồi, Winner và Hailey. Thì bao nhiêu cánh tay dành cho Hailey? Hai cánh tay dành cho Hailey. Rồi Winner về chỗ, ập mặt cho tường. Trời ơi, thật ra là em vẫn rất là cái này là động viên cho Hailey. Để vì Hailey ngã đau quá. Wow. Cái trình độ là Winner hơn rồi, rõ ràng đúng không? Công nhận không? Bây giờ là thắng thua là quyết định vào giây phút này đúng không? Đây. Một người không biết nhảy, không biết nhảy, chưa qua trường lớp đào tạo mà còn ráng nhảy bất chấp. Cái được, cái được. Thì tự hỏi đi ha. Dạ vâng, tự nhìn nhận vấn đề đi ha. Bao nhiêu cánh tay dành cho Kenji? Vô em. Không sao, không sao. Không sao. Cái này là mọi người suy nghĩ. Không sao, mọi suy nghĩ mọi người thôi. Có trong mắt của hai bé này thấy anh nhảy không đẹp. Nhưng mà mấy bạn thấy anh nhảy đẹp lắm luôn. Trời ơi, trong mắt mà anh nhìn vô gương là anh tự thấy anh đẹp. Amazo, hôm nay có cảm nghĩ gì ngày hôm nay không anh? Thật ra thì ngày hôm nay góp mặt với các bạn ở đây đều là những người đàn em. Thì bản thân anh thì anh cũng rất là tự hào, bởi vì các bạn là đều là những người rất là tràn đầy năng lượng, tràn đầy tuổi trẻ, và các bạn chơi rất là dễ thương, thú vị. Mà nhiều khi có những cái mà anh bắt đầu được nhìn lại và thấy tuổi trẻ của mình đây, ngày trước đó là như vậy, và tôi cảm thấy các bạn sẽ còn tiếp tục cái con đường này thật tốt nữa. Đây là lời chúc mà anh dành cho các bạn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của VA36 trong chương trình Đồng Tây Nam Bắc. Yeah.